Để đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm dịp Tết Nguyên đáng Quý Mão 2023, người dân vựa rau lớn nhất ở Lâm Đồng vẫn tất bật xuống đồng thu hoạch trong những ngày cận Tết. Trên những cánh đồng rau ở các xã Ró, Tu Tra, Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, bà con nông dân cần mẫn các từng gốc rau, đóng gói cẩn thận kịp xuất đi miền Tây và miền Trung, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định. Giá hiện tại của một số mặt hàng chủ lực có giá tương đối ổn định như cà chua 16.000 đồng một ký, đầu cô ve 20.000 đồng một ký, su hào 15.000 đồng một ký, ớt ngọt màu 40.000 đồng một ký, ớt ngọt xanh 35.000 đồng một ký, ớt sừng 22.000 đồng một ký. Dù vậy, người trồng rau lại không được hưởng niềm vui trọn vẹn được mùa khi giá xuống thấp, thậm chí lỗ vốn. Tập trung vào các loại rau ăn lá, đặc biệt là xà lách riêng, cải thảo, bắp rú là mình mua với cái giá là 4 000 mà mình chăm vào hết 2 000 là thành 6 000 nhưng mà nói về tới cái thời điểm này ấy, là mình chặt là mình lỗ này Đấy, mà công chăm sóc rồi mình mua lon của người ta thế là mình công mình chăm sóc này lọ là mình lỗ tại vì cái giá thị trường nó sập xuống bữa nay còn có trăm máy à Vụ đông xuân 2022-2023, vùng trồng rau đơn dương trồng khoảng 16.200 hectare rau thương phẩm để xuất bán ra thị trường trong cả nước.